Tôi là Nguyễn Anh Dũng, là người có 23 năm kinh nghiệm thành công trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ và hiện tôi là giám đốc của AIA tại Quảng Bình, Quảng Trị. Những dấu ấn đáng nhớ của GA Quảng Bình qua tầm nhìn và sức mạnh lãnh đạo của anh Nguyễn Anh Dũng, tổng số lượng khách hàng Quảng Bình, Quảng Trị lên tới 77.000 khách hàng, tạo cơ hội việc làm cho hơn 1.500 chuyên viên tư vấn, tổng số tiền chi trả quyền lợi bảo hiểm là 170 tỷ cho 50.000 khách hàng, đóng góp 650 xe đạp cho chương trình Hành Trình Cuộc Sống kể từ năm 2014 đến nay, khởi xướng và thực hiện chương trình thiện nguyện Giọt Mực Cho Em và Ấm Áp Phút Giao Thừa trong nhiều năm qua. Lửa thử vàng, càng khó khăn thì lòng can đảm, tinh thần của người doanh nhân Nguyễn Anh Dũng càng rực cháy, truyền lửa đến các nhân viên, học trò và những thế hệ phía sau anh. Hãy đứng trên vai người khổng lồ. Tôi cảm ơn AIA bởi vì tại môi trường này, không chỉ có về mặt tài chính, không chỉ có về mặt công nghệ, không chỉ có về mặt quy trình, không chỉ về có mặt hệ thống, không chỉ có về mặt marketing, sản phẩm, toàn bộ tất cả những cái gì mà chúng tôi có, đó chính là đã được hệ thống hóa. Nó sẽ giúp cho một cá nhân từ một người vô hình trở thành một người vô cùng xuất sắc. Thì đấy là một cái điều rất là đặc biệt ở trong môi trường ở AIA. Trong kinh doanh thì luôn luôn có rất là nhiều áp lực, đặc biệt là kinh doanh bảo hiểm thọ lại thời gian qua lại càng như thế nữa. Nếu như bỏ chạy là dễ nhất, nhưng mà khi mà một việc khi chúng ta từ bỏ, vấn đề nó tiếp tục là vấn đề và nó lại tàn sát chúng ta lớn hơn, đúng không? Vậy thì với cái trách nhiệm của mình với khách hàng, với đội nhóm, với nhân viên và với chính bản thân thì mình chọn cái gì? Đứng lên, mình cùng xử lý thôi. Tôi nghĩ là mọi việc xảy ra đều tốt. Có vấn đề thì chắc chắn có giải pháp. Cho nên đừng có xoắn. Cứ bình tĩnh. Hãy đưa cái trách nhiệm của mình vào trong đó. Hãy mang cái sự trân trọng của mình vào trong đó. Chúng ta tìm ra cái sự thật. Và đi theo sự thật đó. Đòi hỏi của thị trường về lĩnh vực bảo hiểm ngày càng cao. Không thể chấp nhận việc tham gia bảo hiểm theo cái cách mua dùng bán hộ năn nỉ ỉ ôi, mà phải là một cái chuyên gia, là một người hoạch định cái tài chính, là một người hiểu về cái tài chính của khách hàng, hiểu về giấc mơ của khách hàng, và từ đó giúp cho khách hàng có một giải pháp để biến cái giấc mơ thành hiện thực. Thì đó là lý do chúng tôi đã, đang và tiếp tục làm một loạt các cái chương trình đào tạo, phát triển bản thân, xây dựng đội đặc nhiệm bác sĩ bảo hiểm, gõ cửa từng nhà, gặp gỡ từng người, review lại toàn bộ cái giải pháp họ hiện có. Và điều này nó giúp cho khách hàng ý thức một cách rõ ràng về giải pháp của mình. Ở tại Quảng Bình, Quảng Trị sẽ có rất nhiều các doanh nghiệp bảo hiểm. Vậy thì cái điều gì khiến AIA trở nên khác biệt? Nếu như bạn muốn chăm sóc cái đội ngũ khách hàng của mình theo một cái chuẩn mực cao cấp thì Dharmashala in the heart of AIA là môi trường như vậy. Nếu như bạn muốn nuôi dưỡng, phát triển cái tài năng bên trong mình thì môi trường này chúng tôi có những chương trình đào tạo đặc biệt, khác biệt với bên ngoài của thị trường. Nếu như bạn muốn tạo ra những workshop, những cái trải nghiệm wow cho khách hàng thì AIA tại Quảng Bình chúng tôi là nơi khác biệt hoàn toàn về phần còn lại thị trường. Nếu như bạn muốn làm một người thực hành cái chánh niệm, thực hành sống trọn vẹn, sống tỉnh thức, muốn trở về thì tại đây chúng tôi có những chương trình như thế. Cái việc quan trọng nhất, chúng ta dạy cho mỗi người trong đội nhóm biết cách làm thế nào để chạm đến cái trái tim của khách hàng, làm thế nào để khách hàng nhận ra được cái vai trò rất là quan trọng của một cái giải pháp bảo vệ. Thì chúng ta chỉ có thể làm được điều đó khi có một hệ thống các chương trình đào tạo thực chiến tất cả các cái quy trình về SOP trong việc đó. Tại đó tất cả mọi hoạt động được nhìn nhận điều gì đã xảy ra đối với bạn trong tuần vừa qua, điều gì bạn đã làm tốt, điều gì bạn có thể làm tốt hơn. Bạn học được điều gì ra trong tình huống này không? Và cứ như thế theo từ lớp từng ngày một. Và dần dần người ta trở
trở thành một phiên bản tốt nhất. Họ tìm thấy cái yếu tố tài năng trong đó. Nếu như không có đào tạo huấn luyện thì tất cả mọi thứ đều không có thể trở thành xuất sắc được. Sống khỏe theo quan điểm tôi, nó không chỉ là khỏe về mặt cơ bắp, nó không chỉ về khỏe về mặt tinh thần, nó không cũng không chỉ khỏe về mặt tài chính, mà thực sự nó phải giúp cho mọi người có được cái sự trọn vẹn rõ ràng. Nó giúp cho chúng ta luôn luôn trọn vẹn với những gì đang diễn ra thực tại ở ngay bên trong mình. Hay nói một cách khác, đó chính là cái sự trải nghiệm trong từng việc làm, từng việc, từng người, từng thời điểm, thì chúng ta đi qua các cái biến cố, đi qua dốc bão một cách nhẹ nhàng, dễ hơn. Tôi đã đồng hành với anh Dũng từ năm 2009, tính đến nay nữa là 11 năm. Tôi với anh Dũng thì gắn kết rất là lâu, quá lâu rồi, chỉ giống như một người thân trong gia đình. Và cũng là một người trợ lý đắc lực cho anh Dũng trong suốt 11 năm qua. Anh Dũng là một người là luôn luôn sẵn sàng đối mặt. Anh Dũng đã truyền được rất nhiều cảm hứng cho bản thân tôi. Và tôi học rất nhiều điều từ anh Dũng. Đó là sẵn sàng đối mặt với những cái khó khăn và thách thức. Làm công việc gì thì phải theo đuổi mục tiêu đến cùng. Và tôi vẫn tiếp tục mãi mãi với câu đó là dám đối mặt với những thách thức và khó khăn. Trong cuộc sống thì luôn sẵn sàng cho đi và giúp đỡ nhiều người xung quanh mình cũng làm những việc có ích. Bên cạnh đó thì tôi có một cái sự lan tỏa, dìu dắt, giúp đỡ đến các bạn nhân viên, đến các anh chị cấp quản lý và đại lý cùng làm được những cái điều như mình để giúp cho văn phòng AA của Quảng Bình phát triển tốt hơn. Rất cảm ơn anh Dũng đã dành cho tôi một cái cơ hội để tôi được đồng hành cùng AA. Chúc anh Dũng sức khỏe, đầy năng lượng để tiếp tục đồng hành lâu dài cùng AA và luôn lan tỏa những cái điều tốt đẹp nhất đến với cộng đồng. Tôi nghĩ là Việt Nam của chúng ta 100 triệu dân, khoảng tầm 11 triệu người có bệnh môi trường. AA nó không chỉ có tài chính, chính sách tốt, nó không chỉ có con người, nó không chỉ có hệ thống, nó không chỉ có các cái chương trình đào tạo, nó không chỉ có các cái chương trình marketing, mà hơn thế hết, tất cả những yếu tố này được hệ thống hóa. Và tại AA chúng tôi có rất nhiều đội ngũ là những người dẫn đường tuyệt vời. Họ đó chính là những người leader.